Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng. Và hiện tại chúng ta đang có một cái bản đồ để like các con rồng với nhau để ra con rồng mới. Đây, các bạn có thể xem ở đây. Và nó có ngày nha các bạn. Giống như là cái con đầu tiên là từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 7. Còn cái con thứ hai là từ ngày 12 tới 15. Đó, còn cái con thứ 3, 4 nè. Ồ, mình đọc lộn thứ tự rồi. Wow, và các bạn cứ việc xem ở những cái ngày này mà chúng ta có thể like nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thôi. Wow, ở đây có con cấp A đang được bán luôn. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào thu hoạch vàng nha các bạn. Đây, mình đang có một cái con rồng mới đang ở trong cái cây luôn. Hiện tại mình đang ấp 3 con rồng mà chưa có con nào nó đủ thời gian ra cả. Xem nào, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi thu hoạch cái. À, và hiện tại đang có một cái advent khá là ngon cơm. Nó cho mình những cái điểm màu xanh khi thu hoạch thức ăn hay là đi chiến đấu để chúng ta có thể chơi advent ấy. Và mình nhớ không lầm là mình gần lượm được một cái em rồng ở cái vật advent mới này rồi. Xem nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chui vào cái advent này. Wow, một bước đi của nó là tốn 200k luôn. Căng vậy. Mở hàng coi nào. Ồ, được 10 mảnh con L. Ồ, tốn 600 là chúng ta sẽ được quánh ở đây. Rồi, cứ việc chọn quốc đi. Đây, mình sẽ chơi cái con rồng khủng long HNT Channel đi chiến đấu. Con này thuộc dạng là khủng long bạo chúa các bạn à, nó rất là mạnh luôn đấy. Mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh thật sự của nó. Sử dụng chiêu đinh ốc xem nào. Lao tới hất tung cái gì đâu có 8.000 vậy. Nó bèo vậy luôn đấy. Giờ nó mới chỉ level 21 về, nó chỉ có chữ C thôi các bạn, cho nên sức chiến đấu nó không có cao cho lắm. Nhưng mà chúng ta cũng đã hạ gục được tem bạn rồi. Wow, tốn 2 tiếng để quất con tiếp theo hả? Thôi mình quất cái này luôn đi cho nó lẹ. Ấy. Oh my god. HNT sai rồi. Mình nghĩ đó là chúng ta bấm như vậy là chúng ta đi về tới đích rồi. Ai ngờ đâu là nó còn phải lết thêm một bước nữa. Vậy là chúng ta chưa nhận được rồi. Bây giờ thì rồng hình như là mình chưa có rồng mới thì phải. Rồng mới nó chưa có nở. Anh em chúng ta sẽ đi vào đây quậy phá để kiếm ít game nha. Hôm nay mình sẽ làm về sự trở lại của một cái con rồng mà đã được nhiều anh em đề nghị làm. Đó chính là cái con rồng Kangaroo. Đây, không biết sao mà có rất là nhiều anh em khoái cái con Kangaroo này luôn. Chắc có thể nó là con rồng huyền thoại mới nhất hiện nay. Đây, ồ, tên bạn có 3 con cóc huyền thoại luôn các bạn à. 2 con level 26, 1 con level 25. Mấy con này thì nó khá là mạnh đây. Wow, con thì chiêu điện được đam đối với anh Sơ. Anh gì ta? Kangaroo. Anh bạn Kangaroo có sức chiến đấu cũng khá đấy. Hiện tại nó mới lên được chữ B thôi nhưng mà nó quýnh rất là mạnh nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của HNT dễ thương. Ồ, tuyệt chiêu điện được đam đây. 17.000 luôn. Quá là mạnh chứ hả? Ồ, hai con này giống nhau kìa. Nhưng mà sát thương gây ra thì không giống nhau các bạn à. Nó level 26, nó hơn mình 6 level luôn đấy. Cho nên là phải nhờ anh thần mộc rồi giảm máu tên bạn trước cái nào. 16.700. Ồ, thần mộc tính ra đo quýnh với những cái con cấp huyền thoại là thần mộc đam rất là ghê luôn. Quýnh vừa tầm để cho Kangaroo ra thể hiện. Chiếc iPhone nó được tạo ra. Wow. Bây giờ là tới xe tăng à. Con rồng xe tăng này là phải khỏi chê rồi. Nó là một trong những con rồng rất là bá đạo và hổ báo luôn. Thần mộc xì tin bung lụa nào. 15.000. Wow, nó quýnh nãy giờ muốn tắt thở cái con thần mộc mình luôn chứ. Thần mộc mình lượng máu lên tới 44.000 luôn đấy các bạn. Mình đang cố gắng kiếm thức ăn để nuôi cho một cái con công đi cho nó lên level 40 cho nó hấp dẫn. Mà không đủ thức ăn thôi. Xem nào, bây giờ chúng ta tiếp tục đấu với đội hình như thế nào đây nhỉ.
26. Ồ, xem tiệt chiêu của anh nào. 20.000 đam. Và hiện tại tên bạn đang quăng phản kèo sát thương gây ra cũng vẫn là 20.000 luôn. Wow, mình rất là kết mấy con cấp huyền thoại luôn. Một chiếc điện thoại tạo ra điện thoại quýnh gây sát thương không. Con này nó có 9.000 máu thôi à, nhưng mà nó lại được đam với mình. Tiệt chiêu mạnh nhất của mình. Ô ba, mấy cái chiêu này bằng nhau hết luôn mới đâu đấy chứ. Quất thử chiêu đất xem nào. Ấy, tiệt chiêu đất không đam lên được 9.000 luôn. Chơi như vậy là cho nhau quá rồi còn gì. Lên đường. Và hiện tại là tên bạn chỉ còn lại một con level 25 thôi. Ồ, nhưng mà nó đủ sức để quýnh mất cái con rồng cấp huyền thoại của mình rồi. Cố gắng chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Yeah, thần Mộc Xì Tin đã hạ gục được tên bạn. Wow. Và anh em có chơi cái game này có thể kết bạn với mình qua Facebook nha. Đường link mình sẽ để bên dưới phần hiển thị video. À, khi kết bạn thì anh em có thể chiến đấu với mình. À, như vậy sẽ rất là vui luôn. Với cái đội hình mình để đi chiến đấu là không phải dạng vừa đâu nha. Ba con cấp huyền thoại đấy. Wow, xem nào, đội hình này đúng mạnh luôn. Hai level 25 đều nhau hết luôn mới ghê đấy chứ. Công việc của Du Kinh Công là một trong những công việc rất là bá đạo, đó là đi giảm máu tên bạn. Nó giảm như vậy thì ai mà quýnh nổi chứ hả, giảm thêm phát nữa coi nào. Ô, nó giảm như vậy thì người ta mới quýnh được nè. Trời ơi, nó bị quýnh muốn mém tắt thở luôn rồi. Đúng là hộ báo quá đi. Trời ơi, này, con này nó đam tới 16.000 luôn. Cái chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Sao chi chú này mạnh thế? Mình quýnh mạnh quá nó tắt thở sao ta? Thôi mình sẽ xài chiêu game big đi cho nó thú vị. Wow, 24.000 đam đến từ Du Kinh Công. Lượng sát thương gây ra cho anh là chưa đủ. Chú xe tăng này sức còn bèo quá. Tiếp tục luôn. Con khủng long. Ồ, khủng long hàng khủng đây. Rồi, quốc banh sát rồi. HNT dễ thương buộc phải lên đường với sát thương đến từ con khủng long tên bạn. Ồ, mình quýnh con này có 12.000, người ta nó quýnh mình 17.000. Tính như vậy là chúng ta đang bị rất là thua thiệt luôn đấy. 18.000 luôn. Nó càng quýnh nó càng đam các bạn ơi, giống như nó càng quýnh nó càng hăng vậy. Sát thương gây ra ghê gớm thiệt. Wow. À, quýnh cái này xong chúng ta sẽ ra solo với những anh em trong kênh HNT Channel cho vui nha. Vẫn tiếp tục là ba con cấp huyền thoại. Và dạo này là rất là nhiều anh em đã chơi được con cấp huyền thoại luôn. Không biết anh em luyện chiêu cái kiểu gì mà ghê thế. 40.000 đam chấm dứt ngay cái con bên trong nhà rồi. Trời ơi, nó quýnh như gì ai mà chịu cho nổi. Mình định giảm máu cái con này ở ngoài thôi, ai ngờ đâu là nó quất con bên trong đây. Thật là bất ngờ luôn mà. Ồ, quýnh như vậy cũng rất là đỡ, vì chúng ta đỡ phải đối phó với một cái con kangaroo. Đây, con xanh lè xanh lét, con này dường như không được đam với kangaroo các bạn à. Không được đam như vậy là rất là lợi luôn. 9.600 à. Mình quýnh còn hai phát nữa nó mới chết, vì nó quýnh mình tắt thở trước khi mình quýnh nó rồi. Bởi vậy chúng ta phải thông minh chút xíu, đó là xài chiêu. Quýnh cái này chúng ta có thể thay đổi cho nên rất là ok. Tấn công nào, HNT dễ thương. Wow, lên đường. Ok, baby luôn. Chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại mình đang để giành được 15 game rồi. Và nghe mọi người đang đồn là sắp tới cuộc đua Hero X, cho nên là mình cũng đang để tính là để dành tiền để chơi cái cuộc đua Hero X đây. Dạo phố cái nào. 15.800 luôn. Wow. Và bây giờ thì sao đây, 12.000 à. Hey, HNT dễ thương chắc đam hơn 12.000 đấy các bạn. 18.000 luôn. Wow, sức chiến đấu của HNT dễ thương bá đạo kinh khủng luôn. Như vậy mình nghĩ là chắc quất cái con này đủ sức không ta? Chắc không rồi. Oh my god, quýnh nhỏ mới được có nửa cây máu thôi.
Anh level 26, con bên trong level 29, nhưng mà con bên trong là mới cấp E thôi. Oh my god, nó đam ghê vậy. Đúng là level 29 đam có khác các bạn ơi, cho nó biết tuyệt chiêu nước luôn nè. 29.000 đam. Ít ra là phải vậy chứ. Bây giờ chúng ta sẽ đi solo với những anh em trong kênh HNT Channel nha các bạn. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ quýnh với ai đây? Ở đây có một cái cậu tên là Nguyễn Thành Tài, quýnh mình 33 trận luôn, ghê vậy. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ chơi với cậu Nguyễn Thành Tài này xem như thế nào nha. Đầu tiên là sẽ cho thần Mộc Xì Tin ra để giữ gìn. Thứ hai là sẽ cho cái con đây HNT khủng long. Mọi người hãy cùng nhau theo dõi xem trận đấu với Nguyễn Thành Tài level 56 sẽ như thế nào. Wow, tem cầu này dường như là ba con nào cũng trên level mình cả các bạn à. Nếu không phải nói đây một trận đấu không cân tài cân sức thì chúng ta phải biết xài chiêu thôi. Rất là may mắn là chúng ta được quánh trước. Gỗ lên nào. Oh my god, cái gì vậy? Một hit một, không tới hit thứ hai luôn. Cái chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy các bạn? Không thể tin được luôn đấy. Chúng ta đang bị ăn hiếp một cách cực kỳ bá đạo. 19.000. Wow. Bao nhiêu máu sẽ được ra đi? Thời ơi, nó quýnh mình lại cũng 19.000 mấy luôn chứ chả phải dạng vừa đâu. Ồ, cái này là không ổn rồi nè. Cảm nhận có một cái sức mạnh gì kinh khủng quanh đây. Đam lên chút xíu coi kinh công. Ồ, nó còn 300 mấy chục máu. Quá sai lầm người ơi, anh quá sai lầm. Sai quá sai rồi. Cái này không ổn rồi các bạn ơi. Cái con level 32 của tem bạn đam kinh quá. Lượng máu nó hơn mình chút xíu, vậy thì nó thấp chút xíu là coi như chúng ta đã hạ gục được rồi. Cái con này nó đam cũng quá chừng đam. Ồ, rất là may chúng ta có tuyệt chiêu nước được đam lại nè. Ok, 29.000 luôn, rất tuyệt vời. Giữ gìn bình tĩnh, trận này chúng ta vẫn có khả năng lật kèo được. Mình con này chết, nhưng mà con này nó nhảy ra nó quýnh mình chết lại đấy. Ok, trận này sẽ cho cái con kinh công ra. Không biết con kinh công nó chịu nổi sát thương đến từ cái con khủng long bạo chúa này không. Chứ con khủng long bạo chúa này rất là mạnh luôn đấy. Cái cậu này rất là biết thông minh và nâng nó lên level 26, luyện lên tới chữ B cộng luôn rồi. Yeah, không được đam. Rồi, coi như đời chú Tàn với anh rồi. Ê, tuyệt chiêu Gambit luôn. Cố lên nào cậu bé. Mày hả bởi, 22.000. Wow, nó còn lên 11.000 các bạn ơi. Cơ hội giành chiến thắng vẫn còn. Vẫn còn cơ hội. Và đây. Ôi, chúng ta quýnh không biết là đam lên tới 11.000 không đây. Cố lên nào thần Mộc Xì Tin. Sức sát thương gây ra là 14.000. Quá tuyệt vời. Chúng ta đã giành chiến thắng đối với cái cậu này rồi. Và anh em nào có muốn quýnh với mình thì cứ kết bạn qua Facebook nha. Đường link nằm bên dưới phần hiển thị video và các bạn sẽ được so tài với những con khủng long cấp huyền thoại của mình. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đừng quên để lại một like và một chia sẻ video ủng hộ mình mới. Đừng quên đăng ký kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.